Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Xuyên Sinh Tồn của em. Anh em biết là họa mi là một dòng chim mà rất dễ bị tật lỗi. Nếu ở ngoài thiên nhiên thì chúng ta mới bẫy về thì không có làm tật lỗi cả anh em nhé. Mà chim tật lỗi là do chúng ta nuôi không biết cách, chúng ta làm con chim bị lỗi. Khi con chim mình nó bị xảy ra những lỗi như ngoãi cửa hay là lộn thì tự dưng là mình cũng cảm thấy con chim của mình nó bị mất cái giá trị nhiều rồi. Cái lỗi xảy ra ở đây là gì ạ? Gần như là đa phần anh em là không biết chơi chim ngay từ lúc mọc. Họa mi ấy, nó cực kỳ nhát anh em nhé. Em thấy là con chim họa mi mới bẫy về cho lồng cái nó đâm vỡ mặt, nó bẹp mặt. Đúng không? Nhiều con còn bỏ ăn, không chịu ăn luôn. Nó hay sợ người, nó phải lẩn trốn. Khi có người đi vào lại nó lẩn trốn. Cứ chỗ nào có ánh sáng hở ra một cái là nhảy dưới nó chạy vào đấy. Lâu ngày do chúng ta không biết thuần hóa hay là chúng ta không biết cách xử lý để tránh lỗi thì con chim nó thành thói quen nó bị lỗi. Lỗi thường là do chúng ta, một là chỗ treo chúng ta, hai là nguyên chủ yếu. Nguyên nhân chủ yếu mà phải đến là 90% anh em nhé, khiến con chim mộc bị lỗi hoặc là bất kể con chim thuần vậy thôi. Bị lỗi là do chúng ta không biết cách bỏ lồng để con chim bị lỗi. Thì em làm video này hướng dẫn anh em là cách bỏ lồng con chim là sao đúng cách nhất. Để bỏ lồng thì có ba, gần như là có ba giai đoạn cho anh em làm. Đầu tiên em nói về chim thuần. Khi anh em chơi chim thuần ấy thì thực ra cái vấn đề về bỏ lồng rất là dễ. Anh em chỉ cần thế nào, lúc nào em muốn cho chim chơi, anh em chỉ cần bung hết lồng ra, anh em treo lên và anh em treo qua phần đầu mình này để cho con chim nó được thể hiện chơi. Và lúc anh em chúng ta đi lại, đúng không ạ, thì lúc nào con chim nó chỉ gọi là nhìn xuống thôi, nó không bị ngẩng lên. Nếu mà anh em treo con chim mà ở cái tầm ngực này thì khi chúng ta đi qua, đúng không, con chim phải ngẩng lên nhìn chúng ta này, thì lâu dần nó thành thói quen bị ngửa đó. Thì anh em nên treo qua đầu mình và cách đầu mình khoảng nửa mét với tay là vừa nhất. Và khi anh em thưởng thức xong rồi, ngắm chim xong rồi thì chúng ta lại cất nó vào một chỗ để nó lồng vào. Tiếp theo nữa là về mộc giỏi các bạn. Về chim mộc giỏi chúng ta sẽ có một cách khác cầu kỳ một chút. Còn anh em cũng biết là con họ mi bị sinh ra những tật lộn hay ngoái ngửa, đa phần là nó tìm những khoảng sáng ở vùng trên lóc lồng, đúng không ạ? Mình ở ngoài này thì mình nghĩ ở ngoài là sáng nhẹ vậy thôi, ở trong rất là tối, nó sẽ không nhìn thấy gì xung quanh cả và nó chỉ nhắm vào chỗ nào có ánh sáng và để đó tìm cái khoảng nó chạy lên đấy. Đa phần anh em là bị một cái sai lầm là gì? Tức là anh em để cái khoảng sáng ở trên lóc lồng này, đó, khiến cho con chim nó nhảy ngược lên hoặc nó ngước cổ lên nhìn lên khoảng trên. Thì lâu ngày làm thì tật bị ngửa ở trên thôi. Khi mình hiểu được là lý do tại sao chim nó bị ngửa như vậy thì sẽ mình khắc phục bằng cách đấy, đúng không ạ? Thì mình sẽ không bị những vấn đề bị tật lỗi nữa. Thì đối với chim mộc giỏi nhé, anh em có thể vẫn treo hót bình thường, nhưng mà anh em sẽ treo, anh em của lồng là một nửa ở trên lồng này, anh em đó. Chúng ta sẽ kéo cái khóa lồng bên đây, đúng không ạ? Đấy, đến hết chỗ phần cửa, chúng ta sẽ kéo hết phần đến phần cửa này thôi. Đó, ta sẽ vén lên nhỉ. Đó, đúng không ạ? Và ta sẽ buộc nhỉ, buộc chặt chàng vào. Anh em buộc không để cho cái áo đầu nó rơi xuống, nó phủ xuống nhé. Đó, được chưa? Thì đây là cách mà chúng ta sử dụng cho chim mộc giỏ, mục đích để nhất là chúng ta che được kín hết cái khoảng trên nóc này và con chim không bị ngửa lên. Thứ hai là sao? Thứ hai là con chim nó vẫn nhìn hết mọi xung quanh này, hết mọi thứ xung quanh, nhìn thấy hết khuôn viên gia đình nhà mình, hết những tất cả những người chủ người thân, đúng không ạ? Nó sẽ làm quen nhanh hơn. Cốt là mình mở lồng ra này để làm sao để cho con chim nó được tiếp xúc với ngôi nhà của mình nhiều hơn và được gặp chủ, nhìn thấy mặt chủ nhiều hơn và nó sẽ không còn sợ ra nữa. Và đây là cái chốn của nó, đúng không ạ? Nó sẽ không còn sợ sệt nữa, nó nhìn lâu nó sẽ quen, nó sẽ tự tin, nó hót hơn. Đây là cách mà anh em treo chim của lồng cho chim mộc giỏ, nó sẽ thế này. Và khi chúng ta treo này thì chúng ta vẫn treo lên quá đầu người nhé. Tiếp theo là anh em
phổ lồng cho chim mộc. Đây thì anh em làm nha. Với chim mộc tinh thì chúng ta sẽ không được làm này, bởi vì chim mộc tinh ý, khi chim mộc tinh nó mới về ý, anh em phải biết là nó rất còn đang sợ, thật sự là rất sợ tất cả mọi thứ xung quanh, nó chỉ tìm mối thoát một cách gọi là nhanh nhất. Anh em không thể nào mà mở được nhiều được cho một chim mộc tinh, nó sẽ rất nhìn dạng là chim nhảy nhiều quá, nó bị kiệt sức, mất sức, nó chết, nó bỏ ăn, bởi vì nó mệt quá, hoặc là nhiều khi nó đâm lồng, nó bị chảy máu mặt, không có thức ăn bổ sung cơ thể để sinh, có lực để sinh sống. Thứ hai là lại nhát quá, lại càng mất lực thì con chim sẽ rất dễ là bị chết anh em nhé. Thì anh em mở ra cho em, tức là chúng ta vẫn cứ kéo lồng này xuống cho em. Đó, đúng chưa, chúng ta sẽ kéo một nửa này. Đó, và chúng ta sẽ vén này lên, chúng ta chỉ vén một bên này thôi. Đó, với chim mộc tinh chúng ta sẽ vén này. Đó, em nhìn chưa, đây là cái cách mà chúng ta phủ lồng cho chim mộc tinh. Anh em không lên mở lồng chữ ai nhé, mở lồng chữ ai con chim sẽ không nhìn người, nó sẽ lâu thuần hơn, nó sẽ không biết được xung quanh nó cái gì, chủ dân ra sao. Thì chúng ta sẽ vén nhảy lên, nửa lồng này lên. Đó, cao một chút cho con chim, và trên này vẫn đóng kín này anh em nhé. Đó, anh em cứ treo này vào chỗ mà có người đi lại, khi con chim nó muốn nhận biết mọi thứ xung quanh ấy, thì nó phải nhảy xuống đây. Đó, và nó nhìn ra ngoài, chứ không thể nào nó ngửa lên trên nó nhìn ra ngoài được, nó bắt buộc phải nhảy xuống và nhìn xuống dưới, đúng không ạ? Và cứ mỗi lần chúng ta đến cho chim ăn, đúng không ạ, cho chim uống nước thì nó biết à đây là chủ nhân của mình rồi, và nó biết là mình đến với mục đích là gì ạ? Với mục đích là cho nó ăn, đem lại sự an toàn nó, và nó sẽ không còn sợ sệt mình nữa. Và cái cách này chỉ dành những anh em là phải thật sự là kiên trì thôi. Và nhiều khi có thể những em nào mà đang nóng tính có thể nuôi chim, xác định nuôi chim nhẫn lại, thì anh em có thể rèn được cả tính nhẫn lại cho anh em luôn, và từ từ sẽ hot, nó sẽ căng dần đấy, tránh những cái tình trạng là chim bị lỗi. Em khẳng định là để chim nhảy, em khẳng định anh em là không bao giờ bị lỗi anh em nhé, tuyệt đối luôn. Trên đây là tất cả những cái kinh nghiệm, những cái cách làm mà em đã từng áp dụng mà em cảm rất là thành công, cảm rất là hiệu quả, thì em muốn chia sẻ cho anh em. Anh em mà thấy cái video của em hay thì hãy cho em một subscribe hoặc một like, và chia sẻ đến cộng đồng nhiều hơn. Chúc em thành công. Xin chào anh em.